Chị Thanh xin chào quý vị khán giả của chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Quý vị khán giả thân mến, theo nguồn tin nội bộ thì ngày hôm nay chị Thanh sẽ hướng dẫn cho chúng ta một món ăn lạ từ cách chế biến, lạ từ khẩu vị, nhưng nguyên liệu lại là một nguyên liệu vô cùng quen thuộc với tất cả chúng ta. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn một món ăn mà được đặt hàng từ bạn Hùng Lâm ở Trơn Thành, tỉnh Bình Phước gửi thư về cho chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Bạn đã viết rằng: "Tôi rất vui khi nhận được các sách hướng dẫn món ngon mỗi ngày do quý công ty gửi tặng. Tôi mong rằng chương trình sẽ có nhiều đổi mới hơn nữa, đặc biệt là chú trọng đến món ăn thuần túy Việt Nam như là cá kho. Để bất cứ ở đâu, bất cứ địa phương nào cũng có thể chế biến được." Như vậy là trong ngày hôm nay mình sẽ làm món cá kho hả chị? Đúng rồi em. Nhưng mà cá kho gì mới được? Đó là một món cá kho rất là lạ, đó là cá thu. Vậy là em biết món kho gì rồi, đó là cá thu sốt cà. Không phải. Kho gừng. Cũng không phải. Vậy là kho thơm rồi đó. Cũng không phải, thôi để chị mật mí cho rồi. Đó là món cá thu kho nước tương. Để thực hiện món cá thu kho nước tương, các bạn chuẩn bị 3 lát cá thu, 1 ít hành lá, 1 ít ớt nhỏ, 1 củ gừng. Gia vị chúng ta dùng dầu ăn, rượu trắng, đường, tiêu và nước tương Lisa. Và như quý vị đã thấy, chị Thanh lựa những khứa cá thu rất là ngon nha. Thịt thì màu hồng nè, săn chắc, mà da thì ánh xanh nữa, đúng không chị? Cá thu thì cái loại cá thu đục, hoặc là người ta còn gọi là cá thu sữa, bao giờ cũng ngon hơn loại cá thu khác. Bây giờ trước tiên thì đầu hành trắng em đập dập đi và thái nhỏ. Tiếp theo là em chuẩn bị một ít gừng. Gừng rất là tốt cho sức khỏe, và trong một số món ăn thì món gừng trở thành một cái gia vị quan trọng. Nó có tác dụng là khử mùi tanh, đồng thời tạo cho món ăn của chúng ta có vị thơm khi chúng ta nấu. Em giã gừng ha. Em giúp chị được không? Được, em giã gừng. Rồi em giã giùm chị. Còn phần gừng này chị đập dập, rồi tí nữa chị phi dầu. Rồi, được rồi đó Hương. Bây giờ chúng ta vắt nước gừng em ha. Đó, em thấy bây giờ nước gừng ra dễ dàng chưa? Tiếp theo thì em dùng khoảng 2 trái ớt nhỏ này. Em cũng đập dập, xong đó em cắt làm hai. Em bỏ cá vào tô mà em đã chuẩn bị ớt với hành. Bây giờ em cho 2 muỗng nước tương Lisa vào. Theo thói quen thì chúng ta hay kho cá với nước mắm, nhưng mà với món ăn này thì chị Thanh lại sử dụng nước tương Lisa để kho cá. Với xu thế hiện nay để giảm ăn mặn, tránh cho bệnh tim mạch, bảo vệ sức khỏe, thì chúng ta dùng nước tương là một ưu sắc. Em ướp tiếp vào đây 1 muỗng đường, nửa muỗng tiêu, khoảng nửa muỗng canh này gừng, và 1 ít rượu. Với món cá, chúng ta ướp gừng và tí rượu thì khi ăn các bạn sẽ thấy cá của chúng ta thơm, không có bị mùi tanh. Một điều lưu ý nhỏ nữa thưa quý vị, đối với món cá thu kho nước tương này, chúng ta ướp với 1 ít rượu trắng. Điều đầu tiên cũng là khử mùi tanh, và cũng giống như tác dụng của gừng là sẽ giúp cho món ăn của chúng ta thơm ngon hơn. Bây giờ chúng ta bắt đầu kho cá. Chị cho khoảng 2 muỗng canh dầu. Bây giờ chị thả vài lát gừng mà hồi nãy chị đập dập đó. Rồi các bạn đưa cá vào chảo. Phần cá này các bạn chiên sơ thôi ha. Mình chỉ chiên rám hai mặt đúng không chị? Rám hai mặt thôi. Các bạn dùng khoảng từ 3 đến 3 muỗng rưỡi nước tương Lisa, 2 muỗng canh rượu trắng em ha. Và 1 muỗng rưỡi cà phê đường. Cuối cùng em nhớ sử dụng khoảng nửa chén nước sôi hòa vào với phần chén nước sốt của nước tương và chế vào chảo cá. Thơm quá chị Thanh ơi. Em có thấy miếng cá của mình còn nguyên rất là đẹp không? Dạ, mà màu sắc á thì không chê vào đâu được, màu nâu cánh gián nè. Mà nước kho em thấy nó đã xanh xanh rồi, xanh lại được đó. Rồi đó em. Nhờ cái màu của nước tương đó mà cá của chúng ta có màu óng ánh đẹp, mặc dù chúng ta không sử dụng một tí nước màu nào hết em ha. Bây giờ chị đưa phần cá ra em ha. Nóng hổi. Rồi em chế một ít nước sốt lên cá. Cuối cùng là cái gì hả Hương ha? Cuối cùng bao giờ cũng vậy, chúng ta sẽ rắc một ít tiêu và hành lá lên những món kho. Đúng vậy.
Chị Thanh ơi, nhìn những miếng cá màu vàng cánh gián vậy á, em thấy á là chị phải cho em ăn thử ngay để em còn chia sẻ với quý vị khán giả nữa. Chị sẵn sàng rồi đây nè. Em đang cảm nhận từ từ vị ngon, vị thơm của cá thu kho nước tương. Rất là thơm ngon thưa quý vị khán giả thân mến. Cá thì chín mềm nhưng mà không có hề bị nát ra, vẫn còn y nguyên như thế này. Thịt cá thì rất là chắc, mà mùi vị thì thơm ngon vô cùng. Phản phất nước tương Lisa, ăn lại muốn có một chén cơm để ăn hết cả khứa cá này đó chị Thanh. Và đây cũng là một món quà mà chương trình Món Ngon Mỗi Ngày gửi tặng cho khán giả mang tên Hùng Lâm ở Chơn Thành đã quan tâm và yêu mến chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Hy vọng là chúng tôi sẽ nhận được ngày càng nhiều tình cảm yêu mến của quý vị khán giả. Gửi thư về hộp thư số 1 Bưu điện Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai, hoặc gọi điện thoại đến trung tâm tư vấn khách hàng của công ty Ajinomoto 061 882 6188. Ngọc Hương và chị Thanh xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.